Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú cùng anh Tuấn và Đệ Thọ quý vị cùng với gia đình Chúc Lựa đã đến với một thất nghèo nhất ở tại Đồng Tháp quý vị. Thì kính thưa quý vị, đến đây thì các huynh đệ thấy sư cô bị gãy chân rồi, cho nên là tượng Phật dính rất là nhiều bụi, cho nên là anh em cũng là tắm cho Phật quý vị. Và qua đây Châu Phú xin mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện rất là đặc biệt. Đây là tượng của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật quý vị. Ngài đã được ghe cào trúng Ngài 3 lần quý vị ở dưới biển, cho nên là bà con mới xúm nhau kéo lên và đem đi về Đồng Tháp để mà để ngoài một cái cồn quý vị. Thì đây là một cái thất Châu Phú thấy là tương đối nghèo nhất ở Đồng Tháp quý vị. Thậm chí giường mà không có giường ngủ, sư cô phải đặt cái cây tủ để mà nằm nghỉ nữa quý vị. Đây là đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo từ ở bên Kiến An, bên Chợ Mới đã đi qua đây để thăm cô. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đến với câu chuyện sư cô bị ép gả nha quý vị, và có con luôn. Mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành nhé. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta cho đó là khổ, nhưng mà cái người thật tâm tu, nghĩa là đại công đức, bắt nguồn từ công đức chữ Quan Âm. Chữ qua chữ Quan là sáng, âm trở về bên trong, cộng thêm nghị lực của Đại Thế Chí, thì Đức A Di Đà mới trụ vững nhân tâm. Vì vậy hôm nay cô đã chọn con đường này. Tại sao mà con buộc cô lại dừng, mà không chừng cô ở bên cạnh con người của cô mà trí lệ cô không được mở, không được hoàn hảo quá, không chừng cái ngã mạng nó sắp tăng. Mà con ở bên cạnh đứa con nuôi, tuy rằng mọi hoàn cảnh đều nghịch khúc, nhưng mà trí lệ cô lại mở. Tiền nó giúp đỡ ta phần nào, chứ nó không có nói cho không, cái gì này nó không có mở được. Trí lệ cho ta là do thấy biết và hiểu, không có mở được. Hiểu được hôm nay cô thứ ước tăng nữa. Một lần nữa, kính chúa cô hoàn toàn viên mãn để trở lại cứu độ chúng sanh. Dạ vâng. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Châu Phú kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đã trở về đây cùng với gia đình chú Út Lựa và kênh Thọ Thiện Nguyện quý vị. Đó thì đồng hành với Châu Phú hôm nay được các cô chú bên Chợ Mới quý vị đã trở về đây để thăm một vị sư cô pháp danh là An Phước quý vị. Thì kính thưa quý vị, câu chuyện này cũng rất là lạ. Sư cô xuống tóc rồi mà bị gia đình ép gả quý vị. Thì sau khi mà ở được chưa đầy tuần lễ thì cô đã gói ghém lên đường quý vị để mà tìm con đường tu hành ở chốn chồng quý vị. Thì câu chuyện cũng thấy rất là lạ, và sau này đó quý cô chú anh chị đi về nhà rồi mới biết là mình đã có thai. Sau khi sanh con thì cô là gửi con đi quý vị, rồi cô tìm con đường tu hành tới cuối cùng đó, cái nợ nần với nhau đó quý vị. Thì cô cũng nhận lại một cháu bé ở ngoài, ý mà ở ngoài đây là ngoài cồn với cô, nhưng mà người ta đem lại cho một cháu bé khác, nó bằng cầm tay mà để nuôi. Đó là rõ ràng là chú Tư thấy với mấy cô thấy là cái nhân quả với nhau rõ ràng ha. Cái nợ không có thể nào mà tránh được ha chú Tư. Cái nợ mình không có nhận, mà mình nhận nhờ người ta làm nợ mình. Đúng rồi, mình đem đi gửi. Đó, cái đó là gửi con, là cái đó là cái nợ của mình nè. Đó mà mình đi gửi. Của người khác đem lại mình. Bây giờ ngược lại người khác đem lại, mà khi mà đứa con lớn lên rồi đó, lại không có lo, mà lo chơi mới ghê đó. Lo chơi. Con ruột thì bây giờ là lo tu hiền, mà ngược lại đó, mà đứa con mà nhận đó, lẫm về đó thì nó lại đi chơi. Đó mới là chuyện lạ. Thậm chí đó, đúng ra đó là sư cô đó, nếu mà đứa con nuôi đó mà lo tu hiền thì á là cô không có khổ như ngày hôm nay đâu. Cái mùng mà gách nè, buộc nè, thấy không? Bây giờ nó người đời. Dạ. Nó ra đời.
Rồi á là cái thậm chí cái giường nè mà không được cái giường để nằm, mà phải để cái tủ xuống nào quý vị. Để cái tủ như thế này rồi nằm. Đó thì một cái câu cái tủ nha, cái này là cái tủ đó cô. Cái tủ để nằm xuống, cái mặt sau của cái tủ đó. Nè nè cái tủ rõ ràng nè quý vị. Nè cái mặt hậu nè, cái chân nè. Nè cái chân tủ nè. Cái tủ này tủ áo. Dạ cái tủ này. Tủ này là tủ áo nè. Cho nên á là hôm nay á là con trở về đây sau khi mà con hỏi thăm đó, con là chủ yếu con muốn về đây với quý cô chú đó. Có đức cao vọng trọng đó, tu hành mấy chục năm, ăn chay mấy chục năm rồi. Đang gửi cái lời khuyên đến em trai này. Em trai này mới có 13 tuổi thôi. Đó thì cái này chắc là cái nhân duyên cho nên là em đã tránh là đi làm đi xa rồi thì mình không có gặp được. Đó thì hôm nay thì con cũng chào sư cô, con chào các cô chú hết trơn ha. Dạ thì thưa sư cô, hôm nay con trở về đây đó thì con cũng nhận được là trong đoàn các cụ nè, cao tuổi, các cô chú và chú Tư nè ha, hùng tiền lại để mà tiếp sức với cô là 1 triệu đồng để mà mua gạo. Con nghe nói là cô thường hay qua bên chú Sáu Mâm để mà xin gạo hả? Dạ. À, cô có thể chia sẻ ha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Cô đi còn cô không đi, thằng nhỏ cô nó lỡ đi vô chẳng có xin. À là con của cô ha, con nuôi ha. Con nuôi á. Dạ. Thì bây giờ ở trong mình cô còn tiền còn bạc gì không cô? Không còn 1 ngàn. Không còn ngàn luôn. Dạ. Gộp. Nói sự thật chứ. Đã nghe đã cười chứ không có 1 ngàn bạc. Rồi bây giờ là chân cẳng cô bị tai nạn đó, rồi bây giờ làm sao rồi? Giờ đi tới đi lui được chưa? Bưng cái ghế đó, đẩy cái ghế đi chứ buông ghế ra đi không được. Rồi cô mỗi lần mà cô đau nhất đó, rồi mình uống thuốc, rồi tiền đâu mà mua thuốc uống? Một phần giờ nào có tiền đó thì mua 3-4 lần để dành uống. Rồi chừng nào hết thuốc đó thì có tiền có, không có ai mượn. Dạ vậy ha. Rồi bây giờ cô có còn thiếu tiền ai không? Một phần không. Dạ vậy ha cô. Vậy thì thưa cô, hôm nay con cũng đại diện cho quý cô chú hỗ trợ là 1 triệu đồng để mà cô xây sở mua thuốc uống nha cô. Phật, mang ơn chú nhiều ha. Dạ, mang ơn mấy cô nhiều ha. Cầu mượn phượng chư Phật độ mấy cô ha. Dạ, thì con cũng đại diện cho Mạnh Thường Quân đến đây đó. Thứ nhất là xem ở đây cô con nghe nói bị dột. Thì bây giờ tôn ở trên đó, thì thấy cũng còn mới nhưng mà nó có bị những lỗ lủng đó. Thì con có nhờ các huynh đệ bên phòng thuốc chú Sáu Mâm đi mua keo về bắn lên những cái lỗ dột đó đó cô. Là thứ nhất. Thứ hai nữa đó, thì cái nhà vệ sinh của cô là hiện giờ bị gì cô? Bể hư hay sao? Nó đập cái vách. Rồi nó đập cái bồn cầu, bể cái bồn cầu. Vậy ha. Vậy thì bây giờ là con xin con xin đại diện Mạnh Thường Quân. Em trai Thọ ơi, nói với ông anh vô đây giùm anh cái ha. Đây là đại diện Mạnh Thường Quân gửi hỗ trợ cho cô tiền thuốc men với lại có gạo thì qua chú Sáu Mâm thỉnh ha cô. Chi phí mua toàn hũ đồ ăn. Thứ hai thì con xin đại diện Mạnh Thường Quân đó là chích ra 3 triệu đồng để mà mua những cái phản tôn với mua cái bồn cầu đó, lắp bồn cầu vô cho cô nha. Rồi á là xin bàn giao lúc nãy đưa cho ông anh 500 ngàn để đi mua keo rồi thì anh chích ra thêm là 3 triệu đồng nữa. Rồi, ủa 2 triệu rưỡi nữa là tổng cộng là 3 triệu. Là tổng cộng 3 triệu. Mua cái bồn cầu. Mua miếng xi măng nó chết chỗ đó. Rồi, thì đó thì em coi, em quyển chuyển giùm cho anh. Còn cái này em cũng xin đại diện mà cho anh em ở tổ vòng thuốc Nam của chú Sơn Mâm để nhận số tiền là còn 2 triệu rưỡi này để em phụng sự để sửa cho cái chỗ về nhà vệ sinh của sư cô và những cái nơi nào mà còn trong cái ngôi nhà nó còn mưa dột gì đó em sẽ nhờ các anh em là làm cho sư cô để có ngôi tỉnh thất hoàn chỉnh để sư cô an dưỡng. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi cảm ơn em. Dạ thì thưa cô, hôm nay con đi đến đây đó thì cũng có đôi lời gửi tới là cái người con nuôi của cô là tên gì cô? Phước Điền ha. Thì chào em Phước Điền. Hôm nay anh trở về đây đúng lý ra đó là anh sẽ tính làm cái mặt bằng ở đây luôn, lót gạch lại luôn ha, để làm những cái tôn vách đồ đó thành tôn mới hết. Đó, nhưng mà đó là nghe cái tình hình đó
Thì nếu mà làm như vậy đó và trao một cái khoản tiền lớn đó thì là giữ cô giữ không có được ha. Cho nên hy vọng những cái lần tới nữa anh cùng với đoàn trở về đây thăm đó thì em quay đầu ha, lo tu hiền thì là không có khổ và không có khó khăn như thế này đâu. Bây giờ mình vừa chào cái trời mưa tới ha mấy cụ. Linh thiêng ha. Và kính thưa quý vị, mời quý vị và các bạn nghe cái video rất là đặc biệt, một cái tượng Phật mà vớt ở dưới biển Gành Hào quý vị. Vớt dưới biển lên đem về đây rất là ly kỳ ha. Và có những cái điềm chim bao kêu đem cái tượng Phật về đây đi. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành đến với câu chuyện nha. Bây giờ mưa tới rồi và Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, hôm nay Châu Phú ngỡ ngàng cùng với quý đồng đạo ở Long Kiến, Chợ Mới, An Giang quý vị đến đây thăm một vị sư cô. Thì thậm chí đó cái giường mà không có cái giường nữa. Thì hiện giờ trước mắt của Châu Phú đây là cây tủ nha quý vị, để mà lập xuống làm cái giường để mà nghỉ ngơi. Thì Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ đồng hành. Con chào cô chú hết trơn nha. Con chào sư cô. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú, hôm nay thì cũng có nhân duyên trở về thăm nhà thuốc của chú Sa Mâm đó. Cho nên là con nghe bà con chia sẻ rằng ở đây có một vị sư cô gặp rất là nhiều khó khăn. Thì thậm chí nhà thì mưa dột đó. Rồi có đặc biệt là có một cái tượng Phật đó thì được vớt ở dưới biển lên và đem về đây. Thì cũng có nhân duyên trở về đây thì con mời quý cô chú sẽ đồng hành đến với câu chuyện ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thưa cô, hôm nay đoàn trở về đây đó cô, thì cô cũng hoan hỷ đó, cô chia làm ơn chia sẻ giùm đó. Thì cô tu ở đây đó là với ai hết cô? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhỏ mới 13, 14 tuổi. Cái đó là em trai đó lần sau với cô ha. Đó là con người ta bỏ mình nuôi. Người ta bỏ hả cô? Hồi hồi nào tới giờ cô? Hồi mới nở tới giờ. Mới sanh đó ha. Là cô cái đó là cô nhận từ ở đâu cô? Một Phật nó ngoài đám cỏ. Trời ơi. Dạ nhiều tuổi vậy? 13 14 tuổi rồi mà nó bự lắm. Dạ. Để cho nó uống thuốc bổ cứng xương hết thành em nó lớn. Dạ, vậy hả cô? Vậy thì cô chia sẻ đó là ngày xưa cô đi đâu mà cô lụm được cháu bé là cô? Tối á, cô đi ra ngoài sân, hồi đó là ở đây là cái cụm lát. Cụm lát ở đây này chứ không phải là nhà cửa, hồi đó đường đi không có đi. Cụm lát. Cụm lát. Đúng không? Dạ. Còn với cậu Thăng Long chỗ trạm xá đó là cái đó là nhà báo xanh. Hồi đó kêu nhà báo xanh chứ không có kêu cái trạm xá như bây giờ. Dạ. Rồi khi đó đó là cô có xuống tóc có tu chưa cô? Cô tu hồi nhỏ tới giờ mà. Cô tu hồi nhỏ luôn. Vậy đó ha. Rồi cô khi mà cô đi ra đó ban đêm mấy giờ cô? Cỡ khoảng mấy giờ? Hồi đó không có đồng hồ cho chắc 11 12 giờ. Giấc khuya đó, ha. Mà hồi đó không có đồng hồ. Dạ. Vậy thì trong cái lúc đó đó cô là cô nghe tiếng khóc hàng sau hay là tự trong cảm của nhận của cô gai cô? Tối đêm nào cũng ra cô thắp nhang cho rồi cái cô nghe nó lên tiếng, nghe lên tiếng rồi cái cô mới lại mò mò coi cái gì, cái cô gặp nó, cái cô ẵm nó vô, nó có anh chút mà bằng cầm tay mới lớn à. Thôi cái ai cũng nói cô nuôi nó chết chăng, bà già cô cũng nói cô nuôi nó chết nữa. Mà cô nuôi một tháng lên 2 kg, 6 tháng lên 10 kg 3. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy không quý cô chú? Ha, cũng đặc biệt bằng cụm tay à. Như vậy thì cô nuôi như, cháu bé đó. Khi mà tới bây giờ 13 tuổi rồi vậy đó. Thì có người nào đi đến đây để mà hỏi thăm tìm con không cô? Một Phật không ai thăm chứ, không ai tìm hết chứ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nha, thấy thường nha. Cô dễ lắm, có gì đút vô miệng nó cái chành họng nó cười không à. Vậy không có khóc. Dạ. Vậy ha cô, nuôi dễ ha. Rồi hồi đó cô cho uống cái gì cô? Nước cơm quậy muối á, để vô miếng muối nó cũng uống hết trơn à. Vậy ha. Rồi chừng nó lớn lớn cái cho nó ăn cơm á, để vô miếng nước cái quậy với miếng muối tiêu. Ngon quá nó ăn hết trơn. À thấy thường nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Không có khóc. Vậy thì thưa cô,
Khi mà cô là sư cô, rồi cô nuôi một đứa trẻ gì đó, thì có người bà con người ta có dị nghị là ta nói cô đó là con của cô vậy không cô? Một Phật bà con thì đã không có dị nghị mà lại đám mấy sư cô với mấy ông thầy chữ cô. Chữ cô nói còn cô đẻ không à? Mấy ông thầy với mấy bà sư cô chữ không à? Vậy, chữ ha. Lúc đó là cũng chịu hàm quan ha. Một Phật. Thế còn nó hài nhi cứu khổ mà dòng khổ an ta cũng không buồn mà. Con là binh linh dưỡng tử mà cha là thi kính mà. Dạ. Sao cô nói sao cô? Lúc chửi cô nói sao? Cô nói hài nhi cứu khổ mà dòng khổ an ta cũng không buồn. Con là binh linh dưỡng tử mà cha là thi kính mà. Vậy ha. Một Phật. Dạ. Vậy thì có khi nào mà cô nuôi cháu rồi bị người ta nói ra nói vô gì đó cô thấu chí không cô? Mình thấu chí rồi mình bỏ nó sao? Buồn á, muốn bỏ không? Không, bỏ nó rồi nó sống với ai vậy? Dạ. Cô nhận cháu bé đó rồi cô đặt tên gì cô? Đặt nó là Dương Phước Điền. Dương Phước Điền. Cô Phước nó Điền, Dương Phước Điền. Dạ. Cô Phước Điền ha. Dương Phước Điền. Dương. Dạ. Dương Phước Điền. Dương là vua hả? Cái họ còn họ Dương. Dương về quê hả cô? Về quê. Dương về quê mới vua. Dạ vua. Mà mấy ông nó biên riết thành dây đê luôn à. Dạ. Ai biên gì biên cái. Dạ, vậy ha. Dạ. Thương nghe quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Thì thưa cô, sau khi mà cô nuôi cháu bé 13 năm vậy đó, thì khi bây giờ lớn đó, thì cháu có tu theo con đường của Phật Pháp không cô? Mô Phật, bây giờ nó để tóc nó đi chơi. Dạ. Cái cô nói nữa cô chết cô bỏ con, cái nó nói, nó khóc, nó là không chết rồi nghe. Nó nói không chết rồi nghe, chứ nó có biết cái đó là cái gì. Khóc không ha. Chết. Không chết là nghe. Vậy đó ha. Không chết là nghe, nó nhìn giọng chỗ nó không có chết à. Vậy ha. Rồi lúc đó là lúc còn nhỏ tới lớn đó, rồi cô có dạy cho cháu đọc kinh ha, niệm Phật gì không cô? Có, nó tụng kinh hay lắm. Hồi đó mới học lớp 1 mà anh tay quả mỏ, anh tay cầm cuốn kinh mà anh tụng hay lắm. Vậy đó ha. Có duyên sâu với Phật. Một Phật. Vậy thì lúc cỡ bao nhiêu tuổi mà lớn lên tới giờ mà cháu mê chơi con? Một Phật mới có năm ngoái năm nay bị gửi nó ra ngoài ông sư thông á. Rồi ra ngoài rồi cái ông sư thông, ông không dạy. Rồi cái ghét rồi nó quen. Cô cái lúc mà cô gửi đó là cô có bị gãy chân chưa? Chưa. Lúc đó cô gãy chân chưa có gãy chân? Chưa. Rồi cô muốn gửi để cho cháu học ha? Một Phật. Dạ. Cho tốt hơn. Wow. Như vậy thì gửi cháu mê chơi không? Bây giờ ở ngoài nít nữa, ngoài nó chơi không à? Dạ. Rồi nó quen. Rồi bây giờ là cô bắt về hay sao cô? Nó, ông quánh quá, 12 giờ đêm nó trốn về. Nó ôm chiếc xe đạp hai bánh mà từ ngoài mà nó chạy về hôm nay. Ba dạ. Ngày ba đêm nhịn đói nhịn khát, nó đen như cục lọ nồi vậy. Trời ơi. Như vậy mà về mà cũng còn mê chơi sao? Như vậy về sao không giác ngộ ta? Mà Phật, bây giờ con nít mà. Dạ. 13 tuổi. Bây giờ cháu bé đi làm gì rồi cô? Nó làm công ty mà không biết làm công ty gì, nó không biết nữa. Nó nói nó mặn đâu cho mình cấm. Dạ. Vậy ha, hôm nay con qua đây là chủ yếu để mà chung với đoàn á. Để mà thăm cô, rồi thăm cháu bé. Có lời khuyên để cho cháu bé gắng mà lo tu tập. Chứ giờ không mẹ ha, rồi không cha mà được sư cô dưỡng nuôi thì cố gắng đó, tu tập chứ mê chơi chi uổng phí kiếp người. Và Nam Mô Di Đà Phật. Thì thưa cô, hôm nay đoàn đi đến đây đó thì cũng nghe nói đó cô, là ở tại đây sư cô có một cái pho tượng vớt từ dưới biển, là câu chuyện như thế nào cô làm ơn chia sẻ cô? Người ta cào cá đó, người ta đụng ông Phật bự đó đó. Dạ. Người ta đụng mới dưới đáy biển, cái người ta lặn, người ta gỡ ra cào vòng hồi có đụng nữa, đụng tới ba lần người ta mới kéo lên cái người ta đợi gửi chùa ở gần đó đó mấy, nói một tháng ông chạy không dưới 10 cái chùa.
Dạ. Rồi cái người ta nghe nghe ông kêu đem về trên này nè, mấy vị đó người ta mới đưa lên này, người ta nói à, cô giữ làm sao cho ông một tháng chạy không dưới 10 cái chùa đó. Mới về lên lên trên này, cái nền bằng đất có 3 thước vuông mà cái vách lá cột tre nữa. Mới lên rồi cái ông sư thủ rồi ông thỉnh cũng không có được. Rồi cái ông thầy Hòa ở Kiên Hảo cũng chạy ông thỉnh, thỉnh cũng ai thỉnh cũng không được, biết không ở tới giờ luôn. À vậy là người ta chở đi đến đây cho cô luôn. Mà người ta chở lên chứ mình biết đường đâu mà đi. Vậy thì lúc đó người ta gửi cho cô hay là gửi cho sư? Ông già mình. Ba của cô ha. Một Phật. Hồi đó ông tu mà. Dạ. Hồi đó xung quanh đây lát không à. Lát dài à, tới cùng ngoài luôn. Khu ở đây là một cái cồn. Cái cồn lát. Dạ, cồn lát hả cô? Từ dưới cái cầu Thăng Long về này là cồn lát không à. Như vậy thì cô kể là có người kêu đem tượng Phật về đây hả cô? Một Phật, mấy người anh ấy nghe ông kêu, ông kêu ở đây là đưa về trên này. Người ta mới đưa lên chứ người ta không biết đường đi. Tàn ơi. Mà. Cũng màu nhiệm ha. Một Phật. Như vậy thì khi mà đem về đây thì có người đến thỉnh pho tượng về mà không được hả cô? Người ta thỉnh cho, cũng cho thỉnh vậy mà không có xe chở, không có ghe chở. Ai thỉnh cũng không có gì chở, chẳng biết là không ngồi tới giờ luôn. Vậy ha. Mấy nhỏ quá. Rồi cái pho tượng đó ở đâu? Đó, đó, đó. Nè, tượng thờ này đi ha. Tượng Phật Thích Chư Tôn vậy hả? Bổn sư Thích Ca. Thích Ca. Dạ. Thích Ca với cái ông mang chiếc vàng. Dạ. Vậy là chỉ có tượng của Phật Thích Ca thôi hả cô? Một Phật. Còn nhà con thấy ở vòng vòng đó có những pho tượng đó, là sao cô có nhiều vậy? Pho tượng đó là hồi đó giờ ông già ông để đó. Dạ. Ông tu ở đây vậy thì có điều gì màu nhiệm mà ông chia sẻ mà cô biết không cô? Rồi, mà ông thì ông lo, ông kêu ở đâu ông cũng lộ theo chứ. Dạ. Chứ là cái ông nói 12, 18 tôi đi, cô đi tới trời tôi cũng đi theo nữa. Cái tôi nói ông mà ông đi đâu, ông cứ nói ông đi đi hoài. Thiệt 4 giờ 40 tôi đi rồi. Cái tới 4 giờ 40 cái ông hết thở, ông đẹp lắm. Ông từ giả để mà đi vậy ha. Mà. Ủa mà sao mà ông đi vậy, ông có biết ông về cõi nào không cô? Ông nói em về cõi Phật. Về cõi Phật hả? Mà. Dạ, mô di đà Phật. Thì hồi ông đi ông đẹp lắm luôn. Vậy ha. Mấy chú đó liền mắng, mấy chú còn cười ông ơi ông đẹp quá sao ông chết uổng không? Mấy chú cười không à. Dạ. Ông tu là bao nhiêu năm cô? Ông tu hồi đó cô còn nhỏ, cô với chị Tư cô đi khiên nước tương tỉnh của cô âm anh á. Dạ. Tương bà hồi đó bằng tỉnh không á, khiên về cho ông ổng với bà ăn. Rồi thằng này ăn luôn. Dạ. Vậy ha. Dạ. Mà hồi nhỏ ăn cá nó đau, thịt nó nhức đầu ăn không được. Cái chung ngùng á, nghe ông nó kêu đi tu hoài, nó biết đường đâu đi. Cái ông ra đi ông dẫn. Cái sao bữa đó ngủ dữ ghê. Có thấy ông tổ đặt mà ông kêu con lại sám hối hỏi mô Phật bạch thầy con lại với ai. Ông la lại một mình. Cái còn nhớ nói con ngủ dưới ghe đây rồi. Cái chạy dưới ghe mà đâu có ông Phật đâu mà lại. Ông là tự nhiên có ông Phật, tự nhiên có bạn Phật như mình vậy giờ. Cái ông kêu lại lại niệm 100 tiếng Phật. Mà lại 100 lại lại xong cái nó mô Phật bạch thầy đủ rồi. Ông nói thầy không phải thầy của con niệm Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư là thầy. Là thầy của thầy con. Cái sáng cái lên nói bà già tôi mừng tiếp bà mà lúa tôi tu ha. Cái bả và ông không cho bữa đó sao bả và ông đưa đi. Chứ không có biết đường đi, hồi đó đường đất không không biết đường đi. Dạ. Yeah. Vậy vậy là cô kể lại. Mà. Cô kể lại mỗi chuyện là cái lúc mà cô còn nhỏ cô gặp ngày Tổ sư Đạt Ma hả? Mô Phật. Dạ. Yeah. Là bao nhiêu tuổi con? Hồi đó có 12, 13 tuổi à. Dạ, là lúc đó là ba của cô chưa tu. Ba cô tu rồi, ổng đi tu rồi, ổng tu trước. Có xuống tóc không cô? Có, ổng xuống tóc mà, ổng nhà sư mà ổng mặc đồ này nè. Dạ. Mà ổng không có đi khất thực. Như vậy thì cái lúc mà ông tu đó, ông có chia sẻ là vì sao mà ông quay đầu ông tu không? Ông có gặp điều gì không cô? Ổng nói sao mà ổng nghe người ta kêu ổng đi tu hoài.
ổng văn mụn chung vô sao ổng nghe người ta kêu ổng đi tu hoài. Hồi đó ông ngoại tu trước rồi ông già ổng mới đi tục đục mấy tượng Phật bằng cây á, như bằng đất sét á, rồi sau cái ông già ổng mới đi tu. Dạ, ba cô nghe kêu tu hoài. Mà. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì sau khi mà ba cô tu như vậy đó, rồi bắt đầu tới cô nghe tiếng kêu cô tu hay gì không? Nghe, cô dậy dở mùng cô chung vô là nghe ông nó kêu tu hoài. Cô cũng vẫn nghe luôn? Nghe, mình không có ngủ, mình thức mà nghe chứ. Nghe kêu đi tu? Vâng. Dạ. Thì hôm nay thì cũng được nhân duyên, quý đồng đạo trở về đây thăm cô đó. Thì cô có thể chia sẻ đó trên bước đường tu của mình đó cô. Bị khảo nhiều hay không? Hay là những cái gì mà làm cho cô đau khổ mà có khi nào cô thối chí không cô? Một Phật thối chí thì không thối chí. Mình nghĩ Đức Phật tu đắc đạo cũng như ông Đề Bà Đạt Đa. Mà Đức Phật tu thành đạo cũng nhờ cái pháp nhẫn. Bà chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán. Mà chữ hung dữ nó vừa thấp thoáng thì chữ từ bi ta dẹp nó liền. Mà chữ quán thù đáp lại chữ hèn thì thù quán tiêu tan mất hết. Bả lấy tình thương đáp bằng thù hận, lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Mà ta quậy mình đó là người ta để giúp đỡ cho mình đó. Dạ. Dạ. Dạ, đang quét cô. Dạ, vậy đó hả cô? Vậy thì thưa cô có thể chia sẻ trong cái lúc mà cô tu tập ở đây như vậy nè. Rồi vì sao mà cô té, rồi cái chân làm sao cô? Bây giờ đi tới đi lui được hay không? Đi mất dĩnh chứ không dĩnh là đi không được. Cái đó cô té hàng sao cô? Đi lên cái dốc cầu Thăng Long ở ngoài đó. Dạ. Cái chạy lên cái chiếc xe tải nó sao bóp kẹt te. Đi thắng lại, bị xe số chứ không phải xe tay ga nó không tụt. Thắng lại cái nó tuột dốc. Tuột dốc cái nó té, nó gãy rồi nè. Mà 3 năm rồi. 3 năm mà đi không được. Nó gãy rồi nó đau dữ dằn, đau luôn. Cái đó là cái xương cầu đó cô. À. Cái xương cầu đó là không, cái xương đó là xương cái đó, xương chậu. Cái răng cặp cái đùi phải không? À, đây nè. Xương đó là cái xương cái. À. Mà cái đó đó thường thường người ta bị gãy cái đó là người ta dễ mất lắm. À. Tại khó lành. Vậy thì trong cái lúc mà cô đau khổ vậy đó thì mình có cách nào mà mình diệt cái đau khổ đó không cô? Cho nó bớt không? Cô niệm Phật chứ cô không có biết gì chứ, cô lo cô niệm Phật không à. Niệm Phật không? Ừ. Cái mấy cô kia nó hỏi mới mổ nó không đau. Chừng tối thấy mấy ông trời. Tối chứ cô không có thấy mấy ông trời, thấy mấy ông Phật ngồi hàng. Tại cô đi mát. Dạ. Mấy vậy đó kêu còn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cô đi mát, nó không có đau. Cái sáng mấy cô hỏi rồi thấy được mấy ông trời, cứ thấy mấy ông Phật không à, không thấy mấy ông trời. Cô mổ rồi cô thấy Phật hả? Mổ Phật. Dạ, lạ ha, chắc gì chắc cô niệm Phật thường. Thấy mấy ông Phật Quán Âm nội hai hàng hai bên này. Mát vậy đó. Lúc đó cô đi duyên sự Phật Pháp hay đi đâu mà về cô té gãy chân cô? Mà Phật thì đi công chuyện mới về. Về dạ. Dọc đường mới té đó. Dạ, rồi tiền ở đâu cô mổ? Còn ông con của cô á, ổng ở trên bệnh biên á. Dạ. Ông chảnh rồi ổng ước cô về chảnh á mấy à. Cô về chảnh rồi ổng chở đi mổ. Con ruột hả cô? Nó Phật, hồi đó cô tu bệnh á, bên lắp giò á. Nó mới làm bùa làm ngải vậy á. Nó nói với ông già cô á, nó cứ. Ông già cô không chịu. Cứ đâu mấy bữa cô thôi. Cô thôi mà sao nó mang được cái một cục đó. Cái chừng thì đẻ cái bà Mụ Trang á, biết Mụ Trang mà. À, Mụ Trang mà. Bà cũng hay nói cô đi cái cầu, hồi đó cầu Cá Dồ á, sau hè nhà bỏ xanh á. Dạ. Cái bà kêu vô, cái cô vô cái. Bà kêu leo lên giường nằm. Leo lên giường nằm, bà thò tay bà bóc cái đầu bằng trái cam bà lội ra. Mà cô đem cô nuôi ổng có 27 ngày. Cô gửi cho người ta mà ông lặng lội tới giờ mà ông đi kiếm tôi. Tôi tưởng đâu là ông bỏ luôn rồi chứ.
Dạ, vậy thì ngày xưa cô tu cô có xuống tóc không? Có chứ. Xuống tóc, rồi sau ba cô bắt gã là ai vậy? Một Phật, bây giờ anh đã gã thiếu gì còn thiếu á, thiếu mới ra hạ đâu mấy bữa má nó bắt gã cho Đài Loan nữa. Bây giờ anh đã bắt người ta gã thiếu gì. Dạ. Mơ. Lạ vậy ta? Mơ. Cũng chịu nữa hả? Mà từ chối. Rồi, trốn đi. Không hay trốn đi. Dạ, lạ ha. Mơ. Bởi thời xưa mình cũng không hiểu nổi luôn á. Mơ. Dạ. Vậy thì lúc gã cô không khóc sao? Sao lúc đó không chịu? Tôi không chịu chứ. Tôi không chịu cho đưa gì tới bến của nó. Nó đi, nó rước, đem kè chài, nó rước, nó cười hí ngu hí ngu. Mình thì mình khóc, ông bà đi xuống ghe đi về rồi. Mình thì mình khóc, còn nó cười hí ngu ngu, chừng mình thôi rồi nó chở kè chài mà chở. Yeah. Yeah, vậy là sư cô cũng bị ép gã. Hả? Một phải gã. Dạ. Sư cô bị ép gã mà có gã gì cũng qua cô cũng được đứa con ha. Có được đứa con. Đứa con bây giờ nhiêu tuổi rồi? Thằng đó 40 mấy tuổi rồi. Mà bự con lắm. Dạ. Ông tu bên một Phật. Ông tu bên miền á. Tu theo người dân tộc. À con của cô hả? Tu theo ở bên Campuchia. À thấy cái gì là cũng đặc biệt nha quý vị. Vậy là sư ông ngày xưa chắc là con độ á, cái này á ông phát tâm chút. Ông phát tâm cho nên á là ông chỉ xuống tóc và bận áo màu vàng vậy thôi, chứ không phải là các vị sư mà ở trong chùa người ta tu á là buông xả hết trơn. Đó, không có gia đình. Còn cái này là tu tại gia đó chú. Tự phát tâm mà tự tu, rồi á là thấy con gái cũng tu tại gia cho nên á là cho con gái có gia đình, vừa lo làm ăn mà vừa lo tu hiền, cho nên mới gả vậy đó cô. Xuất gia chứ không phải tại gia. Hồi đó xuất gia mà sư bưng bát mà cô không có bưng khất thực. Hồi đó ít có khất thực lắm. Tới giờ đau không có tiền á thì đi xách cái bọc đi chứ không dám bưng bát sợ trúng bắt. Bị năm 2000 lễ tổ đàm ban tân sự trung ương á, trên trung ương đưa xuống là không cho đi khất thực đúng phép hoặc trái phép. Dạ. Thành ra đi không có đem cái bọc chứ không có đem cái bát. Dạ. Vậy đó hả cô? Vậy thì là theo chú Tư nghĩ, chú Tư cái này phải là nghiệp duyên không chú Tư? Mà tại sao mà xuất gia mà cha ép đi gả đi lần sau chú Tư? Con cũng không hiểu nữa nè. Ê, chú Tư thấy này là về duyên nghiệp hay sao? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Mời chú Tư ha. Thì theo tôi nhận xét thấy gì trên thế gian này nó cũng có do duyên mới nó kết thành cái nghiệp chứ. Còn nếu duyên với nghiệp đó, nó duyên có duyên mà không có nghiệp không có nợ thì nó không bao giờ thành tựu được. Dạ. Yeah. 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 Nhưng mà bổn phận cô thì làm con rồi nọ thì cũng không dám cả cha mẹ, thì cái chuyện gì đó thì nó cũng thành nghĩa vợ chồng, nhưng mà thời gian về coi như là tại cái duyên nợ nó ngắn thì tử ra coi như là hết rồi thì đường ai nó đi hồn ai nó giữ. lúc mà cô chia tay chồng mình đó cô, cô có từ giả như thế nào không, năn nỉ gì không cô? Không có từ giả cho em, cô trốn cô đi, trốn luôn hả? Trốn đi, trốn nợ đi, trốn đi. Đứa con hồi lúc cô đi rồi đứa con đâu? Ở trong bụng á. Rồi cái mấy xuống dưới bà Mụ Trang với mình, Mụ Trang chỗ cầu Thăng Long đó. Cái bà xanh, bà Mụ Trang với bà Mụ Út. Cái sao bà thấy đi ra ngoài cầu, cái hồi đó cầu cá, cái vồ sang hè đó. Cái đi ra ngoài thì cầu. Cái bà Mụ Trang bà kêu vô. Cái vô cái bà kêu leo lên giường, bà nắm cái đầu, bà kéo ra cái đầu cái cam. Vậy đó mà bây giờ nó bự, hết sức bự rồi, nó cao hơn một gió vậy á. Yeah. Vậy thì con của cô á, bây giờ đi về tìm cô đó. Thì con cô á là có hai mẹ con gặp nhau có khóc không? Không, tôi không có khóc. Ông nói mấy bà sư ông nói má ông không nuôi, để bà đau bệnh ông chết ông tu thành quỷ thành gì thôi. Mấy bà chửi, mấy ông thầy cũng chửi ông nữa.
ông nói để em về em thăm, có tụi nó thôi đừng đi về mất công tốn tiền. Ông nói chút xíu là ông tới rồi, ông tới ăn rước về chảnh luôn. Đi về chảnh ở dưới này mấy đứa nhỏ nó mới đập cái tủ te tù hết trơn, cái tụi ở đây nó đổ đập. Đập để lấy đồ hả? Đồ nó lấy hết trơn luôn, không chừa hết trơn, còn cái tủ không đó. Dạ. Chứ tủ nào cũng đồ để nhóc hết trơn luôn. Dạ. Ai đập? Mấy đứa nhỏ ngoài đường á. Đồ của người ta mà vô đập kỳ vậy. Ừ. Con nít mà. Nít mới mười mấy tuổi à. Hôm bữa đó nó nói kỳ sao. Vô để đập lấy đồ. Như vậy thì có khi nào bạn của con cô dẫn về không? Con nuôi nè. Thì nó dẫn về đó, nó mới đập hết ba đồ của mình đó chứ. Đó là bạn đó, bạn của con nuôi đó. Thấy cũng là nhân quả trả lại nhau. Khổ ghê. Rồi con ruột đó là như vậy, con nói tu ở trên đất biên miên đó như vậy. Tỉnh thoảng thời gian gần đây có tới lui thăm viếng con. Ông đòi rước tôi về chảnh nữa mà tôi nói thôi để tôi ở với này ít bữa, ở với nhỏ để em đòi bỏ nó. Không ai dạy dỗ nó. Con nuôi nữa, con nuôi nó. Dướng nữa hay chung? Bá còn bị bá còn thiếu nợ cái thằng con nuôi nè. Dạ. Thiếu thằng con nuôi. Thiếu thằng con nuôi gì đây nè? Bá còn thiếu. Thiếu bà. Nợ thằng con nuôi 13 tuổi không nè. Được, đi không được. Bây giờ chung trai gái bây giờ nó không bị quản dữ lắm. Dạ. Bởi vì mấy tuổi là cái như là nói là rồi, biết đập chơi rồi nhà cầu nè, cũng mệt mỏi đập cái bồn cầu bể luôn á. Bồn cầu bể hả? Không còn biết này mà mệt chứ thằng con nuôi lắm. Nó đập bồn cầu bể chân chợ này chân mấy cái tủ nè, mấy cái tủ nè, cái này là cái tủ nè, anh trước cũng cái tủ nè, để đồ đầy nhóc hết trơn mà nó đập mấy nhảy hết trơn. Bởi vì không có phước thì không có phước, cái nó quậy. Thiếu nợ nó. Kể như cái thằng này nó bà thiếu nợ nó nói nghe nổi rồi. Nó dạ. Kiểu này là không có, nó muốn làm gì làm đó. Vậy là căng quá. Bây giờ nếu mà con của cô mà con nuôi của cô á, mà cô nuôi tới 13 tuổi mà nó đập như vậy đó, thì á là cô có muốn đi về chảnh ở với con ruột của mình hay không? Hay là cô có muốn đi về một cái nơi nào đó để cô tu tập hay không? Cô đi á thì nó không có sao chứ. Nó mình chứ không có sao chứ. Má tôi đi đâu đi, ai làm gì làm, chứ tôi không có nghĩ tới. Như vậy tại vì bây giờ cô đang còn quyến luyến với người con nuôi của cô nè. Bà cũng còn quyến luyến với vậy. Còn quyến luyến. Ừ. Đúng không? Cô không nỡ đi. Dạ. Con gầu quá. Bây giờ cô bây giờ con hỏi thiệt cô ha, bây giờ con nếu mà cô muốn đi về trên nhà của con của cô á để mà tu á thì mấy anh em con đưa cô về. Có xe cổ rồi đàng hoàng cho anh nè. Được không? Để ở đây cho nó yên yên chút cái. Để mình đi rồi cái nó. Cái ông bác cũng còn à, có ngày cũng còn thương thằng à, thằng con nuôi. Không có gì không dưỡng. Nợ đó. Bà đi không đành. Cũng như đi không đành hết sư cô. Bởi vì đi không đành. Đi thì sợ nó nghe là người ta. Nói chứ nuôi mười mấy năm rồi đi đâu có đành. Mà nó quậy gì á. Cái con người ta nó lại nó quậy chứ không phải nó mà quậy. Mấy đứa mà nó đi lại này nè, nó ở nó quậy tập bè tập bạn đó. Chứ áo cái áo nó cũng bự lắm mà, nó 13 tuổi nó lớn con, áo nó bự lắm á. Mô Phật, nó bự lắm. Ừ, bởi vậy mà nhìn cái áo đó bằng 18-20 à. Chứ căng nhiều quá à. Nó cao 1 thước 8 mấy á. Căng quá. Bây giờ là cô với giờ còn tiền bạc gì không cô? Tiền làm sao còn? Cô bây giờ trong mình cô còn được nhiêu tiền? Không có đồng nào hết trơn. Tiền ơi rồi sao cô sống? Mô Phật, chừng nào mà uống thuốc á, chạy ra chợ á. Dạ. Rồi xin ai cho đồng nào á, mua thuốc uống. Không phải, rồi bây giờ cắn gì rồi sao đi xin được? Đẩy chiếc xe lăn đó đó. Vậy hả? Ừ. Rồi cô có tiền rồi nó có móc cô không? Cái thằng con nuôi. Không. Không móc nha. Nó không có móc cho nó xin cho không cho thôi, nó không có móc. Vậy đó. Vậy mới 50% à. Chỉ được 100%. Một phần. Vậy ha. Như vậy thì cô bây giờ không còn đồng bạc nào chứ. Một phần. Mà cũng không nỡ bỏ con của mình mà đi. Rồi cái chú đó là ai?
ông đó là ông rể của bà già. Hả? Ông rể của bà già mình ở bên nhà đó. Chị hả? Mở cửa ra mát quá ha. Dạ. Ơi. Quá mát. Quá luôn rồi. Khổ ghê ha. Dạ, kính thưa quý cô chú anh chị, đây các cụ á. Đó, trở về đây.